Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Người xưa có câu hổ phụ sinh hổ tử, điều này đúng ngay cả trong One Piece. Đến nếu như dòng họ khỉ, nhà ba đời đều mạnh và làm to. Hay Ace là con trai của vua hải tặc, anh thừa hưởng tính cách liều lĩnh và cả sức mạnh của cha mình. Yamato là con gái Kaido, cô cũng có thể hạ Onti chỉ bằng một chùy. Nhưng kinh điển nhất phải kể đến 85 đứa con của Big Mom. Mặc dù bị dìm khá nhiều ở đảo bánh, cũng như khi leo thác vào Wano, nhưng chẳng thể phủ nhận sức mạnh của bọn chúng. Hầu hết đám này đều có năng lực ở mức khá trở lên, còn bá đạo nhất đương nhiên là anh trai quốc dân Katakuri, người mà mình đã đề cập trong video trước. Trường hợp cá biệt là Momonosuke, tới giờ nó vẫn khá phế khi mang danh là con trai của Kozuki Oden. Tuy nhiên thằng nhóc cũng nghe được tiếng nói của vạn vật, không những thế nó còn ra lệnh được cho con voi Zunisha. Đây là năng lực bí ẩn nhất của nhóc Momo và trước nay chỉ mình thằng bé có. Nhưng nó không phải người mình muốn nói tới trong video này mà là Edward Weavin. Đây cũng là bí ẩn khiến nhiều độc giả tò mò, bên cạnh năng lực cũng như vai trò của Momonosuke. Rồi Edward Weavin có thực sự là con trai của dâu trắng hay không? Sức mạnh của hắn ở mức độ nào? Hắn được tạo ra hay là sinh ra? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nhân vật tự xưng là con trai của dâu trắng này nhé! 1. Thông tin cơ bản. Edward Weavin là một cựu thất vũ hải, hắn ta được bổ nhiệm trong thời gian time skip cùng với Law và Buggy để thay thế cho bộ ba dâu đen Moria và Jinbe. Weavin tự nhận mình là người thừa kế hợp pháp của dâu trắng và tiêu diệt tất cả đám con nuôi để tranh giành tài sản, chỉ vì bố già quên lập di chúc trước khi đến Marineford. Anh ruột còn chém cả nhà em trai vì vài mét đất thì nói gì tới một đống tài sản mà đại hải tặc như dâu trắng để lại. Weavin hiện tại đã 35 tuổi, cao 6m8. Mặc dù lớn tuổi và trông to xác như vậy nhưng hắn lại có vẻ bị thiểu năng tuần hoàn não. Nghe lời mẹ như một đứa trẻ con lớp 1, vẫn thò lò mũi xanh. Nói chuyện như một đứa trẻ con lớp 1 và đánh răng cũng như một đứa trẻ con lớp 1. Sau sự ra đi đáng tiếc của Edward Newgate, sự biến mất của các đội trưởng, người ta đang chờ đợi một sự comeback đến từ cái tên hải tặc dâu trắng. Nhưng thay vào đó, chúng ta có Edward Weavin EVKN. Tóm lại là một thảm họa. Cũng may hai mẹ con nhà này không cùng nhau làm vlog, nếu không bắt được Marco lại nấu nồi cháo phượng hoàng nguyên lông thì lú luôn. Mặc dù có vẻ đần độn như vậy nhưng Weavin cũng có một ưu điểm mà biết đâu sau này lại giúp ích cho Luffy. Đó là việc hắn rất căm thù dâu đen do đã giết dâu trắng. Còn muốn xẻ thịt, Phanh thấy hắn ra làm trăm mảnh và hắn sẽ ước mình chưa bao giờ được sinh ra. Có thể thấy Weavin rất quyết tâm muốn lấy mạng dâu đen, nhưng đến giờ vẫn bị mẹ mình đứng sau giật dây. Chả biết Miss Birkin có phải bảo mẫu của Kidneyland không nữa. Vừa rồi là một số thông tin hiện có của Edward Weavin, con trai tự xưng của dâu trắng. Còn tiếp theo sẽ là giả thuyết của mình về thân phận thật sự cũng như của nhân vật này. 2. Nguồn gốc của Weavin, mục đích của Miss Birkin. Đầu tiên chúng ta phải tới chapter 802, đó là lần đầu Weavin xuất hiện trong One Piece. Một lính hải quân đã thắc mắc rằng, dĩ nhiên mang dòng máu dâu trắng Edward Newgate nên hắn mạnh là chuyện bình thường. Nhưng một số người vẫn còn hoài nghi chuyện hắn là con dâu trắng có thật hay không. Lúc đó Kizaru trả lời ngắn gọn rằng, và lúc này đó không phải là chuyện của chúng ta, hắn ta xuất hiện từ đâu không quan trọng. Có thể thấy ngay cả phía hải quân cũng mờ mờ về thông tin của mẹ con Weavin. Nhưng bởi vì hắn rất mạnh nên chính quyền thế giới bỏ qua việc điều tra lai lịch, ký hiệp ước cho hắn gia nhập thất vũ hải. Còn về phía của Weavin, rõ ràng kẻ có đầu óc đơn giản, thiểu năng trí tuệ như vậy không thể tự nghĩ ra được. Mà phía sau hắn có người giật dây, cụ thể là bà mẹ, người tự nhận mình là vợ của dâu trắng. Miss Birkin từng bảo với con trai rằng, con yêu đừng quan tâm tới lũ ngốc đó, suốt ngày bày trò gia đình với cả cha con là máu thịt duy nhất của người đàn ông được mệnh danh là hải tặc mạnh nhất thế giới, con là con trai độc nhất của dâu trắng. Cha con, Newgate chắc chắn đã để lại tài sản thừa kế gì đó rất quý giá cho con và chúng ta không thể để cho những đứa con mạo danh kia lấy nó đi trước mũi con được, hiểu chưa? Có thể thấy mục đích của Miss Birkin rất rõ ràng, bà ta nhắm tới những thứ dâu trắng để lại và sử dụng sức mạnh của thằng con đầu đất để đoạt lấy. Tuy nhiên chỉ có hai mẹ con nên bà ta muốn tránh sự truy bắt của hải quân, đã quyết định cho thằng con gia nhập thất vũ hải, từ đó rảnh háng đi tìm tài sản. Có thể bà ta truy lùng các đồng minh và đội trưởng cũ trong băng dâu trắng để tra hỏi, nhưng họ không nói gì nên bị Weavin tiêu diệt. Bằng chứng là ở chap 802, sau khi hạ gục băng AO, hắn đã nói: lũ ngốc, chúng là một lũ ngốc, chúng chẳng bao giờ hiểu cả, lúc nào cũng nói đi nói lại chuyện rác rưởi đó. Dâu trắng chỉ có những đứa con là thành viên trong băng hải tặc dâu trắng. Nực cười, hãy hỏi mẹ ta xem. Rõ ràng thằng ngốc này đã chê người khác ngốc, hắn bị bà mẹ kế tẩy não, nhồi sọ nên giết bất cứ ai dám tranh lòng con của dâu trắng với hắn. Còn nghệ nhân múa rồi Bắc Kinh thì chỉ quan tâm tới tài của dâu trắng, đặc biệt là tài sản. Trong khi chính quyền lớn hải quân muốn mượn tay mẹ con Weavin để truy quét tàn dư băng dâu trắng để chúng đỡ tốn công,
Kết quả là sự hợp tác giữa đôi bên cho tới chapter 956, tổ chức Thất Vũ Hải bị xóa sổ sau hội nghị Lab Ely. Mục đích của Miss Birkin thì rất rõ ràng, nhưng người Vin tới từ đâu? Hắn được sinh ra hay là tạo ra? Đây chính là giả thuyết của mình. Trước hết, hãy đến với hướng suy luận đầu tiên, đó là Weevin thực sự là con trai dâu trắng. Ở chapter 909, khi đến tìm Marco thì Neko Mamushi đã hỏi về Weevin liệu hắn có đúng thật là con của bố già hay không. Marco là người thân cận nhất với dâu trắng, nhưng anh cũng mù tịt. Tôi không biết nhiều lắm về các mối quan hệ tình cảm của bố già, nhưng có vẻ tên này đang nhắm đến các di sản của ông ấy. Birkin, mẹ của Weevin là một cựu hải tặc, thời bà ta còn hoạt động là khoảng 30 năm trước. Không, tầm 40 năm thì chính xác hơn. Bà ta từng ở chung thuyền với bố già. 40 năm về trước thì trong thời điểm băng Rock thành lập, mà theo hồi tưởng ngắn về dâu trắng, ông khởi nghiệp trong một băng hải tặc vô danh nào đó trước khi nổi tiếng và gia nhập vào băng Rock. Có lẽ lúc ấy băng cũ của dâu trắng đã giải tán, Miss Birkin cũng biệt tích kể từ đó. Nhưng Weevin hiện mới 35 tuổi, bà ta không ở trong băng Rock thì không có chuyện giữ đứa con trong bụng lâu gấp đôi mẹ của Ace được. Tuy nhiên, chapter 962 lại tiết lộ một thông tin quan trọng khác. Đó là 6 năm sau, tức 33 năm từ hiện tại về trước, những kẻ sống sót của băng hải tặc Rock huyền thoại bắt đầu mộ nhân và rồi sẽ thành ngọn đuốc dẫn đầu cho thế hệ quyền lực tiếp theo. Mà biến cố God Valley xảy ra cách đây 38 năm, và phải 5 năm sau thì tàn dư của dâu trắng, Big Mom, Shiki và Kaido mới tuyển thuyền viên rồi bành trướng thế lực. Mà Weevin ra đời cách đây 35 năm, chung với khoảng 5 năm mà tàn dư băng Rock quy ẩn giang hồ. Nếu thực sự như vậy thì vẫn tồn tại khả năng dâu trắng để lại di sản là một chuỗi protein cho Miss Birkin. Sau 9 tháng 10 ngày phát triển theo đúng quy trình, nó tạo ra Edward Weevin. Big Mom có tận 43 người chồng. Pocat de Rue cũng không phải thuyền viên hay hoa tiêu băng Roger như một số giả thuyết. Cô chỉ có quan hệ vợ chồng với vua hải tặc, họ quen nhau bằng cách nào đó. Còn Oda vẽ toàn bộ thành viên trong SBS không hề có mẹ của Ace. Thậm chí Rayleigh cũng có mối quan hệ giống như vợ chồng với Saki, chỉ chưa biết họ có con hay không. Trong khi Kaido cũng có con gái, vậy thì việc dâu trắng có con trai không phải có cái gì đó là vô lý. Mẹ và bà nội của Luffy cũng giống như mẹ của Yamato, tất cả đều bí ẩn, nên người tình hay vợ của dâu trắng nếu có mình cũng thấy là bình thường. Marco bảo không biết nhiều về những mối quan hệ tình cảm của bố già, tức là ông cũng có, chỉ là ông không kể cho các thuyền viên mà thôi. Vấn đề duy nhất chính là sự khác nhau giữa Weevin và dâu trắng. Hắn đần độn lại đi ngược phong cách sống của bố già. Tuy nhiên nhìn Sanji, Yamato đều khác hẳn cha mình, đặc biệt là người đàn ông bất hạnh gáp. Ăn lương triều đình nhưng con thì làm phản động, cháu làm tội phạm. Chung quy lại hệ tư tưởng của Weevin có thể do Miss Birkin nhồi sọ từ nhỏ, và hắn giống dâu trắng ở sức mạnh, thế là đủ. Thường thì con cái của các nhân vật máu mặt nhất cũng chỉ thừa hưởng một số thứ từ người cha. Điển hình là Momonosuke. Ngoài tính mê gái và nghe tiếng nói của vạn vật, nó không thể hiện được sức mạnh trời ban giống Oden thuở nhỏ. Cho nên Weevin may mắn có được sức mạnh giống dâu trắng nhưng lại kém phát triển về trí tuệ, điều đó vẫn đúng logic. Vấn đề tiếp theo là tại sao dâu trắng lại có quan hệ với một mụ già tham lam, độc ác như Miss Birkin? Điều này mình sẽ giải thích như sau. Tuổi trẻ họ chưa có gì trong tay, có thể tư tưởng của họ khác. Hoặc khi cùng chung băng, Miss Birkin lại thể hiện mình là một con người khác, theo kiểu Zoden. Mà bản thân bố già thời trẻ cũng tham gia một băng hải tặc tàn ác như Rock. Ông cũng sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thế lực nào dám đụng tới thuyền viên của mình. Xã hội này chỉ có kẻ mạnh với kẻ yếu, không có đúng sai. Có đứa nào đánh con tao, tao đánh chúng mày. Vì thế, thời trai trẻ lênh đênh trên biển, thiếu thốn tình cảm nên qua lại với Miss Birkin, nó lại vẫn không vô lý. Oda chưa xác nhận thân phận của Weevin, chúng ta phủ nhận chỉ vì không thích hắn và Birkin là vợ con của bố già mà thôi. Còn nếu đọc kỹ các cột mốc thời gian và lời kể của các nhân vật thì khả năng này hoàn toàn tồn tại. À mà cái logic mụ ta nhỏ xíu thế làm sao vừa với bố già mà đòi đẻ được Weevin thì các bạn hãy nhìn hoàng hậu Otohime của vua Neptune nhé. Còn giả thuyết thứ hai đó là Weevin được tạo ra. Nhìn vào Weevin và Miss Birkin các bạn liên tưởng tới ai? Để mình nhắc lại điều này một chút nhé. Có một mangaka mà Oda thời trẻ rất hâm mộ, bà cũng từng hợp tác với ông ấy để cho ra mắt Cross Epoch vào năm 2006. Đó chính là Akira Toriyama, tác giả của Dragon Ball, một trong hai bộ truyện yêu thích của Oda tiên sinh. Bối cảnh Wano được cứu bởi khỉ Dilu là mình thấy có một chút giống hành tinh Namek. Còn khi nhìn mẹ con Weevin, mình lại nhớ đến Ma Nhân Bu và tên đạo sĩ BBD. Mà vốn dĩ Ma Nhân Bu được cha của BBD là Ba BD tạo ra, với tính cách độc ác, thích tàn phá do được dạy rằng đó là trò chơi. Sau khi giết BBD, Bu cũng chỉ pháo phách và giết người cho vui, chứ chẳng có mục đích hay muốn thống trị gì hết. Xem ra khá giống với Weevin, hắn tiêu diệt các đồng minh của dâu trắng vì mẹ hắn bảo thế. Còn điều Weevin muốn làm nhất là báo thù dâu đen thì Miss Birkin không cho phép.
Quivin chỉ là công cụ của bà ta do Birkin tẩy não thằng con đần độn từ nhỏ. Miss Birkin và BBD giống nhau ở hai điểm này. Cả hai đều tham vọng, còn công cụ giết người thì chỉ mạnh chứ rất ngốc nghếch, mang tâm hồn của một đứa trẻ. Và mình đang nghĩ đến giả thuyết Edward Quivin không phải được sinh ra mà do Birkin cùng ai đó tạo ra. Nếu nhìn cơ thể hắn, dễ dàng nhận ra từ khuôn mặt, cổ cho đến cánh tay đều được khâu bởi chỉ. Nhìn nó rất giống với những zombie được tạo ra bởi Hawkback và Gecko Moria. Hawkback là một trong số những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất One Piece. Danh tiếng của ông vang xa đến mức chính Chopper cũng luôn coi ông là thần tượng, dù cậu sống ở một vương quốc khép kín và ít khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hawkback có khả năng phẫu thuật cho một người sắp chết trở nên khỏe mạnh. Ông ta cũng dễ dàng nâng cấp sức mạnh cơ bắp cho Absalom bằng cách ghép cơ bắp động vật vào cơ thể hắn. Và nên mình nghĩ cũng có thể Hawkback và Miss Birkin quen biết nhau. Ông ta giúp Birkin tạo ra Weevil. Việc Weevil có thể sống như một người bình thường khác hẳn bọn zombie của Moria thì còn phải chờ xem năng lực của Birkin là gì. Dù không có sức mạnh như BBD là sở hữu rất nhiều phép thuật, điều khiển được ma nhân Bu. Vì vậy không loại trừ khả năng Miss Birkin có cho mình một trái quỷ đặc biệt. Nó không giúp bà ta có sức mạnh như các hải tặc hàng đầu, nhưng lại có thể nhân bản được một ai đó. Giả thuyết này nghe có vẻ khá vô lý, nhưng mình chắc chắn một điều, nếu Birkin đã quen biết bố ra, từng chung băng với ông, thì không thể có chuyện nhặt đâu ra một đứa trẻ rồi bảo mình là mẹ nó, còn bố là dâu trắng được. Hoặc hai người họ thực sự có quan hệ tình cảm và sinh ra Weevil. Hoặc Miss Birkin lấy được một chút gen của dâu trắng rồi kết hợp với khả năng phẫu thuật của Hawkback tạo ra Edward Quivin. Nhân tố di truyền là một phát kiến kinh điển trong One Piece. Vin Smokechurch biến những đứa con thành siêu nhân có năng lực như người ăn trái quỷ dù chẳng ăn gì. Còn Vegapunk cho đồ vật vô tri ăn được trái quỷ, nên việc Edward Quivin thật sự được tạo ra bởi bàn tay người khác chúng ta cũng không cần phải bất ngờ. Mình chỉ đưa ra giả thuyết như vậy. Còn nhân tố di truyền là gì, cách Vin Smokechurch tạo ra đội quân nhân bản vô tính hay phát minh của Vegapunk vẫn chưa được giải thích, thì có lẽ phải đợi Oda tiết lộ cặn kẽ hơn, hoặc Miss Birkin để lộ năng lực của bà ta. Lúc ấy chúng ta sẽ có câu trả lời, nhưng như vừa mới nêu, mình rất chắc chắn về hai giả thuyết này. Edward Quivin không thể là trẻ mồ côi, hoặc hắn là con đẻ của dâu trắng, hoặc là được tạo ra. Mình đang nghiêng về giả thuyết thứ hai nhiều hơn. 3. Sức mạnh của Quivin. Thưa sếp, băng hải tặc AO từng dưới trướng dâu trắng đã bị xóa sổ. Sao? Lại do tên đó nữa à? Vâng thưa sếp, là thất vũ hải Edward Quivin. Vậy tổng cộng đã có bao nhiêu thuyền trưởng dưới trướng dâu trắng bị hạ rồi nhỉ? Đây là tên thứ 16 rồi thưa sếp, lần nào cũng vậy. Ban đầu là cãi nhau gây gổ và kết thúc là cả thành phố bị phá hủy. Đây chính là điểm khiến mình khẳng định mục đích của Miss Birkin ở bên trên. Bà ta truy lùng tàn dư băng dâu trắng để tra hỏi di sản của ông. Còn thằng con thì cãi nhau chuyện ai mới là con của dâu trắng, kết quả là đánh nhau. Nhưng việc xóa sổ 16 băng hải tặc mà không bị lấy một vết thương nào thì sức mạnh của Quivin thực sự ghê gớm. Hắn ta xuất thân từ đâu không quan trọng, nhưng có một điều không thể chối cãi, hắn là một hải tặc có sức mạnh khủng khiếp, giống như một dâu trắng thời trai trẻ với sức mạnh thuần túy vậy. Kizaru đã dùng từ khủng khiếp để nói về sức mạnh của Quivin và ông ta nói rằng giống như một dâu trắng thời trai trẻ, chứ không phải so sánh kiểu không thua gì hoặc không kém dâu trắng. Tức là Quivin như một hiện thân của bố già, sức mạnh thuần túy hoàn toàn tương đương, và thời trẻ dâu trắng chỉ dùng thể chất cộng Haki chứ ông chưa ăn trái Gragura. Đó có thể là thời điểm 38 năm trước, thì Kizaru cùng Akainu và Aokiji vẫn đang là lính hải quân trẻ. Bọn họ đã được chứng kiến sức mạnh thuần túy của dâu trắng. Và lúc ấy bố già 36 tuổi, chỉ chênh 1 tuổi so với Quivin hiện tại. Mà Shanks bây giờ 39 tuổi, nhưng anh đã thành tứ hoàng từ cách đây 6 năm. Thế là Shanks đặt đỉnh cao khi 33 tuổi, hoặc trước đó một vài năm. Và không thể có chuyện dâu trắng thời trai trẻ mà Kizaru được chứng kiến lại thua Shanks. Ý mình là thời điểm chưa ăn trái quỷ thì Haki và sức mạnh của ông đã vô cùng bá đạo, có thể sánh ngang hậu bố như Shanks khi anh trở thành tứ hoàng. Và Kizaru nhận xét Quivin như vậy thì các bạn có thể hiểu hắn sánh được với một tứ hoàng. Phân tích lời của Kizaru như vậy cùng với thời điểm đỉnh cao của Shanks lẫn dâu trắng mới chỉ là một nửa của luận điểm này. Trong thất vũ hải có một người sở hữu sức mạnh so được với tứ hoàng, đấy là kiếm sĩ số 1 thế giới Đỗ Cao Lê Mỹ Hạnh. Ông ta từng solo ngang cơ Shanks tóc đỏ đến khi anh cột mất tay thuận thì mới dừng thách đấu. Họ đã đánh hòa nhau rất nhiều lần và bảo đảm nhờ những trận chiến đó mà Haki lẫn sức bền của họ đạt đến đỉnh cao. Và điểm đặc biệt là Mihawk chỉ có một mình, không cần băng đảng nào. Nó rất giống Quivin. Hắn cũng chỉ đi chung với mẹ mình, cộng thêm những gì Kizaru nhận xét thì mình tin trong số thất vũ hải lại có thêm một kẻ sánh được với tứ hoàng nữa. Edward Quivin thực sự là bản sao của dâu trắng, hoặc là phiên bản Edward Newgate không ăn trái quỷ. Nói về mức tiền truy nã, con số 480 triệu Berry trước khi đóng băng không nói lên điều gì cả. Jack đầu cắt mòi có treo thưởng 1 tỷ, nhưng kém xa Katakuri. Tiền truy nã của thất vũ hải không biểu thị cho sức mạnh, mà truy nã cao cũng có thể do mức độ phá hoại hoặc nguy hiểm mà thôi.
Một lý do nữa đấy là logic trong One Piece. Các đối thủ về sau của Luffy sẽ ngày càng mạnh, mà Luffy cũng như Marco đang bị mẹ con Burger King nhắm đến. Doflamingo đã bị tước đi mọi quyền lực, lại là nó làm, thằng cháu nội của Gap. Rõ ràng nó là đứa đã được Marco và những tên khác bảo vệ sau trận chiến đó. Vậy có thể hắn sẽ biết Marco ở đâu, chúng ta có nên đi bắt hắn không? Quyvin và Miss Burking tự tin xử được cả Marco và bà ta còn nhắc đến Gap. Chắc chắn thời trẻ Miss Burking cũng có chút tiếng tăm, có thể bà ta sở hữu năng lực kỳ lạ nào đó. Còn nếu đã nhắm vào Luffy thì Quyvin sẽ đánh với cậu hoặc Marco, hạ được Marco thì ít nhất Quyvin phải bằng với Đô Đốc. Mình nghĩ mức độ này là hợp lý nhất. Luffy dù có hạ được Kaido cũng chỉ đánh hội đồng mà thắng, chưa thể nói là bằng một tứ hoàng. Còn Marco suýt soát Đô Đốc, Quyvin thắng được anh đầu dứa, nghĩa là sức mạnh của hắn chưa ngang tứ hoàng hay Mihawk, nhưng sẽ bằng với các Đô Đốc hải quân. Nó cũng cùng đẳng cấp với Luffy và cả hai sẽ xảy ra một trận chiến. Vì boss sau không thể yếu hơn boss trước, Luffy đánh thắng tứ hoàng mà lại phải solo với các triệu huy hoặc thất vũ hải kiểu Doflamingo sau đó, thì One Piece lại mất hay. Và mình nghĩ Edward Nguyvin thực sự bằng Đô Đốc hải quân, thậm chí nhỉnh hơn một chút thì mới được nhận xét là giống một dấu trắng thời trai trẻ. Bản thân bố già là chuẩn mực của sức mạnh, với danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới. Vậy thì người giống hệt ông thời còn trẻ chắc chắn cũng không thua Đô Đốc hải quân được. 4. Di sản của dâu trắng, vai trò trong tương lai của Weavin. Sau trận chiến thượng đỉnh, chúng tôi thấy rằng ít nhất mình cũng phải bảo vệ cho bằng được kho báu của bố già, dù phải đánh đổi bằng tính mạng. Nhưng dâu đen đã tìm tới tận đây và trận chiến báo thù đã nổ ra. Tôi hiểu rồi, nói cách khác nơi này chính là chốn kỷ niệm cuối cùng của ông già phải không? Phải, mộ của ông ấy cũng được tóc đỏ đặt ở gần đây. Trong cuộc trò chuyện của Marco và Neko thì ta biết được rằng băng dâu trắng không tìm dâu đen để báo thù mà hắn mò đến tận quê hương bố già nên họ buộc phải đánh. Và dâu đen tới đây đương nhiên là vì những di sản của ông. Nó không phải kho báu, dù tiền bạc ông đều gửi về đây. Với việc nơi này là quê hương của dâu trắng, mộ của ông cũng nằm ở đó. Và bản thân ông biết rất nhiều thứ liên quan tới One Piece và cả ý chí của đi. Cho nên dâu đen mới muốn tìm kiếm nó, cả Miss Burking cũng vậy. Khi tới Wano, Marco đã đi một mình đến sau, còn Neko Mamushi đi đón Izo. Nên họ gặp nhau cùng lúc khi leo thác và sau đó Neko vứt mẩu giấy mà Marco nhắn Luffy xuống biển. Anh viết mình sẽ tới trễ, có lẽ Marco phải cất giấu thứ gì đó mà bố ra để lại, tránh có kẻ nhân lúc anh đi vắng tới đánh cắp nó. Dâu trắng thực sự đã để lại một thứ có thể dẫn người mà Roger chờ đợi tới được Laughlin và mình nghĩ nó chính là phiến Coniclip hải trình cuối cùng hiện chưa rõ tung tích. Với uy danh và sức mạnh, không khó để dâu trắng sở hữu cho mình một phiến Coniclip hải trình, nhưng ông không hứng thú với kho báu. Có thể sau khi Roger gặp ông trước khi nộp mình cho hải quân, dâu trắng nghe được mọi thứ liên quan đến gia tộc đi, ông quyết định sẽ là người dẫn dắt kẻ mà Roger chờ đợi trở thành vua hải tặc kế tiếp. Ban đầu là đoạt lấy một phiến Polyglip, cất nó tại quê nhà nên không ai tìm ra tung tích. Rồi ông thu nạp Ace, dự định bồi dưỡng anh kế tục cha đẻ. Tuy nhiên mọi thứ không theo quỹ đạo và giờ ý chí đó do Luffy kế thừa. Kết thúc cuộc chiến ở Wano, Luffy sẽ có 3 phiến Polyglip và Marco sẽ nói ra tung tích của phiến đá cuối cùng. Và khi họ tới để lấy phiến đá thì đụng độ Edward Quyvin như mình nói bên trên. Giả thuyết này có cơ sở khá chắc chắn vì Rod Puniclip chắc chắn không nằm trong tay chính quyền thế giới, vì nếu thế Luffy sẽ không bao giờ lấy được nó. Thứ nhất, nơi cất giấu quá bí mật, ngoại trừ Imsama và Ngũ Lão Tinh mình tin chắc không ai được biết. Thứ hai, hải quân bảo vệ nghiêm ngặt, một băng tứ hoàng thì không có cửa đánh thắng, kể cả liên minh hiện tại của Big Kai vẫn còn là 50-50. Vì ngoài Ba Đô Đốc, hải quân còn Akainu, Sengoku, Gap, mình không tin 6 người này không thắng hai tứ hoàng. Chưa kể quân số vượt trội, hỏa lực áp đảo, hệ thống SFG, Pacific Star. Chính quyền còn CP0, Tổng tư lệnh Công, thậm chí là cả Ngũ Lão Tinh. Tóm lại nếu nó ở trong tay chính phủ thế giới, đường đến Laughlin sẽ bị đóng luôn. Cho nên mình thiên về việc phiến đá cuối cùng được dâu trắng cất giữ, Marco sẽ chỉ chỗ cho Luffy. Ngoài ra, ở chapter 956, dâu đen còn nói phải đi đoạt thứ gì đó trước hải quân. Có thể cả hắn lẫn hải quân đều đánh hơi được vị trí của Puniclip, nhân lúc Marco vắng mặt thì chúng mò tới cướp lấy. Đây có thể là nơi quyết đấu của Shanks và dâu đen. Vì chính tay anh chôn cất dâu trắng và Ace, Oda bảo tóc đỏ chuẩn bị hành động. Biết đâu Shanks muốn ra tay bảo vệ di sản đó của dâu trắng, để nó không rơi vào tay dâu đen hay hải quân. Mình nghĩ vậy bởi chưa tới lúc Luffy đánh với dâu đen, cần người khác ngăn chặn hắn. Mà lù đánh với Edward Quyvin trước, Luffy sẽ thông não cho tên đần này. Bởi bản chất Quyvin giống một đứa trẻ, tất cả là tại hưng cao, à nhầm, do mẹ hắn đứng giật dây. Các bạn chắc vẫn nhớ như lúc đánh nhau với Goku thì Buu đã ra tay giết BBD để được tự do. Và mình thì tin Quyvin sẽ thoát khỏi được sự kiểm soát của Miss Burking. Luffy nói muốn giết dâu đen, bà ta bảo rằng: "Ồ, đứa con ngốc nghếch của ta, trả thù là chuyện xưa rồi, làm thế được lợi lộc gì chứ, chẳng được một xu nào.
Tiền, 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 thời nay có tiền là có tất cả, con phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Mụ ta đúng là hiện thân của đàn bà thời nay, không làm mà muốn có ăn. Vì vậy nên mới điều khiển thằng con tiêu diệt các thuyền trưởng dưới trướng dâu trắng để lãnh tiền thưởng và truy tìm kho báu. Nhưng sớm muộn gì thì Weevil cũng thoát khỏi mụ ta, hắn nhắm đến dâu đen. Nên rất có thể sau này Weevil sẽ dùng sức mạnh kinh hoàng của mình góp phần cùng Luffy tiêu diệt Teach, sống đúng với tôn chỉ của dâu trắng, không làm con rối của Miss Birkin nữa. Mình vừa cùng các bạn tìm hiểu tất tần tật về cựu Thất Vũ Hải, con trai tự xưng của dâu trắng, Edward Weevil. Kèm theo đó là một số giả thuyết liên quan đến thân thế, sức mạnh cũng như vai trò trong tương lai của hắn. Nếu thấy hay đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.